Xin chào quý vị và các bạn. Bây giờ là bản tin giao thông an toàn ngày 20 tháng 11 của kênh VTC14. Mở đầu bản tin là thông tin cập nhật về tình hình giao thông cuối ngày tại hai thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, tại thành phố Hà Nội vào lúc 16 giờ 50 phút đã xảy ra va chạm giữa xe máy và xe container trên quốc lộ 6 đoạn gần cầu Mai Lĩnh. Đến thời điểm hiện tại, hiện trường vụ va chạm vẫn chưa được giải quyết triệt để nên gây cản trở giao thông đi về hướng trung tâm thành phố. Trên cầu vượt Thái Hà, Chùa Bộc đã bị ùn ứ cục bộ hướng từ trên cầu xuống hướng về ngã tư Sở vào lúc 17 giờ 25 phút. Bắt đầu vào khung giờ cao điểm, tại khu vực ngã tư cửa Nam hướng lên Điện Biên Phủ, Trần Phú, mật độ phương tiện rất cao, nguy cơ xảy ra ùn tắc bất cứ lúc nào. Điểm nút ô Chợ Dừa xung đột giao thông lớn vì 6 ngã rẽ đều lưu thông đông đúc, đảo tròn cầu Giấy thì có nhiều đường cua nên giao thông cũng lộn xộn. Còn các tuyến phố như là Chùa Bộc, Phạm Ngọc Thạch, Kim Mã, Cát Linh, Giảng Võ, cầu Dịch Vọng đường rất đông. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, điểm nóng giao thông trong buổi chiều ngày hôm nay đó là trên quốc lộ 1A, đoạn qua khu vực cầu Cổ Cò tỉnh Tiền Giang bị ùn xe nghiêm trọng theo cả hai hướng từ lúc 16 giờ. Mặc dù cảnh sát giao thông đã nỗ lực phân luồng, nhưng do mặt đường hẹp, cầu xuống cấp nên đến thời điểm hiện tại tình hình vẫn chưa khả quan hơn, gây mệt mỏi cho người tham gia giao thông vì đã bị tắc gần 2 tiếng đồng hồ. Dự án mở rộng mặt đường và sửa chữa cầu Cổ Cò vẫn chưa được tiến hành nên tình trạng ùn tắc chắc vẫn còn thường xuyên tiếp diễn về sau. Trên quốc lộ 1, đoạn qua cầu Bình Điền hướng đi Long An vào lúc 17 giờ 10 phút, có một xe container chết máy gây cản trở giao thông. Thời điểm hiện tại, xe container chết máy đã được di rời, nhưng lượng phương tiện còn rất đông và di chuyển khó khăn. Một số khu vực xe đông di chuyển khó khăn như bến phà Cát Lái phía bên bờ Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, tuyến đường Trường Chinh từ giao lộ Nguyễn Thái Bình, Trương Công Định, giao lộ Nguyễn Văn Nghi, Nguyễn Thái Sơn, ngã 6 Dân Chủ, Võ Thị 6, Hai Bà Trưng, Cách Mạng Tháng 8 giao với Trương Văn Đang và Tô Hiến Thành. Còn sau đây sẽ là thông tin về tình hình tai nạn giao thông diễn ra trong ngày hôm nay do Cục Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt Bộ Công an cung cấp. Theo số liệu cập nhật vào lúc 14 giờ 30 phút ngày hôm nay, trên cả nước đã xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông, làm chết 31 người, bị thương 36 người. Trong đó thì đường bộ xảy ra 59 vụ, làm chết 30 người, bị thương 36 người. Có một vụ tai nạn giao thông đường sắt được thống kê làm chết 1 người. Từ số liệu thống kê trên cho thấy, ngày hôm nay tai nạn giao thông tăng trên cả 3 tiêu chí, số vụ, số người chết và số người bị thương. Ngoài ra, trong ngày hôm nay, thì lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra xử lý 13.185 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tạm giữ 33 xe ô tô, 1.484 xe mô tô. Tiếp theo sẽ là một số tin vắn giao thông đáng chú ý. Xe tải trọng lớn chở hàng quá tải trọng trên đường bộ diễn ra khá phổ biến. Nó là nguyên nhân chính gây nên hư hỏng và xuống cấp nhanh kết cấu hạ tầng giao thông, đồng thời là nguyên nhân gây mất an toàn giao thông, gây ra một số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Trước thực trạng trên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan và các địa phương khẩn trương triển khai trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra tải trọng xe trên các tuyến đường thuộc địa bàn địa phương, khẩn trương thành lập trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động. Theo quy định mới của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, năm 2014, các cơ quan chức năng sẽ xử phạt nghiêm xe máy điện vi phạm luật giao thông. Theo đó, xe máy điện được liệt kê nằm trong danh sách với xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự được quản lý theo chế tài luật giao thông đường bộ. Đồng nghĩa với việc xe máy điện khi tham gia giao thông sẽ phải tuân thủ mọi quy tắc về giao thông đường bộ như tuân thủ quy định về biển báo, quy định tốc độ và quy định về điều kiện các phương tiện khi tham gia giao thông như phải có đèn, còi, biển báo xe, đăng ký xe, gương chiếu hậu. Sau một thời gian được sửa chữa, hiện nay đường Mai Chí Thọ, đại lộ Đông Tây cũ, đoạn từ giao lộ Đồng Văn Cống đến Lương Định Của, phường An Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục bị lún, trồi nhựa. Theo đó, đoạn từ đường Đồng Văn Cống đến Lương Định Của dài hơn 500m, bị lún tạo rãnh sâu gần 10cm. Khi chạy, tài xế xe container phải cho bánh xe lọt thỏm vào hai rãnh sâu này nếu không muốn bị tai nạn hoặc xảy ra sự cố. Đại diện Ban Quản lý Đầu tư xây dựng các công trình đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện công tác sửa chữa chính thức vẫn chưa tiến hành được do công tác chuẩn bị mất nhiều thời gian hơn dự kiến. Dự kiến trong tháng 12 năm 2013 sẽ tiến hành công tác chuẩn bị thi công và chính thức triển khai tại công trường.
Mưa lũ làm sạt lở nghiêm trọng gây ách tắc giao thông tại huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam. Sau khi nước lũ rút, chính quyền nơi đây đang tập trung khắc phục hậu quả thiên tai. Tại các tuyến giao thông huyết mạch của huyện miền núi Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam, có trên 20 điểm sạt lở nặng gây ách tắc giao thông. Đến hôm nay chỉ có tỉnh lộ 616 từ thành phố Tam Kỳ lên huyện Bắc Trà My được thông tuyến, còn lại các tuyến đường khác chưa thể khắc phục được. Từ chiều qua đến sáng nay tại huyện Bắc Trà My tiếp tục có mưa, nước lũ vẫn đổ về lòng hồ thủy điện sông Chanh Hai với lưu lượng trên 1.100 mét khối trên giây và tự chảy qua ngưỡng xả tràn hơn 1.000 mét khối trên giây. Đây là ngày thứ 6 liên tiếp nước lũ tại thủy điện sông Chanh Hai vượt ngưỡng xả tràn, chảy tự do về hạ du với lưu lượng lớn. Ban chỉ huy phòng chống giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Bắc Trà My cho biết đã chỉ đạo các ngành liên quan phải cắm biển báo nguy hiểm để nhân dân đi lại, hạn chế tối đa tai nạn xảy ra, đồng thời bố trí kinh phí để khắc phục những điểm sạt lở có quy mô lớn. Bộ Giao thông Vận tải vừa trình Thủ tướng Chính phủ đề án phát triển hợp lý các phương thức vận tải tại các thành phố lớn ở Việt Nam. Với đề xuất tăng tỷ lệ vận tải công cộng và kiểm soát phương tiện cá nhân, đề án được kỳ vọng sẽ giảm bớt áp lực quá tải và ùn tắc tại các đô thị lớn. Mục tiêu của đề án này nhằm kiểm soát tốc độ gia tăng phương tiện cá nhân, tăng năng lực vận tải hành khách công cộng nhằm hạn chế được ít nhất 25% nhu cầu đi lại bằng loại phương tiện mô tô, xe gắn máy và ô tô cá nhân. Theo đề án vừa được đệ trình, đến năm 2020, tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, vận tải hành khách công cộng gánh vác gấp 3 lần hiện nay, tương đương mức 20 đến 25% lưu lượng, trong đó xe buýt từ 10 đến 15%, đường sắt đô thị từ 4 đến 5%, khi đó vận tải cá nhân còn 75 đến 80%. Đề án cũng đặt mục tiêu dành tỷ lệ quỹ đất hợp lý cho giao thông tỉnh từ 5 đến 7%, quỹ đất dành cho người đi bộ ở mức hợp lý khoảng 2%. Theo tính toán của đề án, nếu để phát triển tự nhiên thì đi lại bằng phương tiện cá nhân ở hai đô thị này sẽ ở mức xấp xỉ 90%. Đề án đặt ra mục tiêu đến năm 2020 phải giảm còn ở mức 75 đến 80%, trong đó 20 đến 30% đi bộ và xe đạp, nghĩa là đi bằng xe máy và ô tô cá nhân khi đó chỉ còn ở mức 50 đến 55%. Chính phủ vừa ban hành nghị định số 165/2013/NĐ-CP về quy định việc quản lý sử dụng và danh mục các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được sử dụng để phát hiện vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông và bảo vệ môi trường. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 12 năm 2013. Theo đó, có 6 đối tượng được trang bị phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, gồm lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ, cảnh sát giao thông đường sắt, cảnh sát giao thông đường thủy, lực lượng thanh tra chuyên ngành và cơ quan được giao thực hiện nhiệm vụ chức năng thanh tra chuyên ngành giao thông vận tải, lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, lực lượng thanh tra chuyên ngành và cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về bảo vệ môi trường. Kết quả thu thập được bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ là bản ảnh, hình ảnh, phiếu in, chỉ số đo, dữ liệu lưu trong bộ nhớ của các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ như cân kiểm tra tải trọng xe cơ giới, máy đo tốc độ có ghi hình ảnh, phương tiện đo nồng độ cồn trong hơi thở. Khi có kết quả, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính phải nhanh chóng xác định tổ chức, cá nhân vi phạm. Nếu hết thời hạn quy định mà không xác định được tổ chức, cá nhân vi phạm thì kết quả thu được sẽ không sử dụng làm căn cứ xử phạt. Như thường lệ, sau đây sẽ là lịch bay hàng không trong ngày. Thank you.
Uống rượu bia và lái xe, giá đắt phải trả. Còn bây giờ là thời lượng dành cho chuyên mục câu chuyện giao thông của ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục câu chuyện liên quan tới quốc lộ 1 bị hư hỏng xuống cấp đoạn Hà Nam Thanh Hóa. Đến thời điểm hiện tại, chủ đầu tư của một số gói thầu đã thừa nhận tại một số khu vực chất lượng công trình thi công không đảm bảo, sai kỹ thuật. Điều đó sẽ đồng nghĩa với việc hoạt động sửa chữa trong thời gian ngắn khó có thể khắc phục được triệt để tình trạng lún, hư hỏng mặt đường tạo thành các vết hằn bánh xe. Đây là một trong số những gói thầu bị hư hỏng, lún mặt đường kéo dài hàng chục mét qua địa phận tỉnh Thanh Hóa, bắt buộc phải tiến hành cào bỏ, thảm lại mặt đường. Những điểm lún này chủ yếu nằm ở làn đường dành riêng cho xe tải, có chiều rộng hư hỏng khoảng 1 mét và kéo dài 50-60 mét. Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thanh Hóa khẳng định vị trí bị hư hỏng nhiều nhất thuộc gói thầu do Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Thanh Hóa thi công. Theo lý giải của công ty này, ngoài yếu tố lún do thời tiết gây ra, còn có sự tác động từ xe quá khổ, quá tải. Thực chất mà nói là cái lượng xe mà vượt tải tới 200% là rất là lớn. Đấy, và tất cả các loại tải trọng khác, tải trọng đặc biệt hiện nay là lưu hành tham gia trên quốc lộ rất là nhiều. Cho nên là theo tôi nghĩ là một trong ba cái nguyên nhân này là cũng là một cái nguy cơ mà nó làm cho cái mặt đường bê tông nhựa của ta là nó bị hằn lún về bánh xe. Trái ngược với những lý giải của ông Quế, theo ông Lê Văn Việt, giám đốc ban quản lý dự án giao thông 1, Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa là chủ đầu tư của dự án này cho biết, đến thời điểm này đã có đủ căn cứ xác định công trình thi công không đúng kỹ thuật. Vậy nhưng, ông Việt lại cho rằng chưa thể khẳng định đây là nguyên nhân gây ra những vết lằn bánh xe. Thiết kế là 13 cm, nhưng mà trung bình của các lớp đo thì nó cũng được là 12,9 cm đấy, 12,9. Thì cũng mà không đủ 13 phân thì cm cũng là không đảm bảo. Hay là cái lớp trên là thiết kế 6 cm, nhưng mà thực ra nó chỉ được 5,9 mấy thôi. Rồi là lớp dưới là thiết kế 7 phân thì nó chỉ đạt được là 6,8, thì cũng là không đạt. Đáng chú ý, ban quản lý này hiện cũng chưa thống kê được chính xác tổng diện tích mặt đường bị lún tạo vết lằn bánh xe. Việc sửa chữa hiện vẫn do các nhà thầu chủ động khắc phục vì công trình có thời hạn bảo hành lên tới 24 tháng. Không tính về diện tích được nhá, mà tính theo chiều dài, bởi vì nó theo vệt bánh xe. Trên một làn xe chạy, đường chúng ta là 4 làn, thì chủ yếu là nó dính ở các cái vệt của các xe tải theo chiều dài. Chiều dài tổng số theo cái kiểm tra và cái của chúng tôi cũng như là của Viện Khoa Công nghệ người ta kiểm định đánh giá thì nó vào cái tầm từ Thanh Hóa đi ra Hà Nội là khoảng 3 cây số, còn từ Hà Nội vào Thanh Hóa thì ít hơn, nó vào cái tầm hơn 2 cây số. Trước việc quốc lộ 1 đoạn qua 3 tỉnh Hà Nam, Ninh Bình và Thanh Hóa bị hư hỏng, Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông Vận tải và Cục Quản lý Xây dựng và Chất lượng Công trình Giao thông, Bộ Giao thông Vận tải đã kiểm tra và phát hiện ra khá nhiều sai sót, như có một số vị trí thiếu chiều dày kết cấu và hàm lượng nhựa không đạt yêu cầu theo công thức phối trộn. Việc sửa chữa, khắc phục tình trạng hư hỏng mặt đường hiện chỉ được cho là giải pháp tạm thời, mang tính tình thế. Vấn đề đang khiến dư luận băn khoăn. Sau khắc phục, liệu rằng công trình có còn hết lún và hết thời gian bảo hành công trình sau 2 năm, trách nhiệm sẽ thuộc về đơn vị thi công, nhà thầu hay chủ đầu tư mới là điều đáng phải nói. Dự án nâng cấp quốc lộ 1A qua địa phận tỉnh Thanh Hóa dài khoảng 36 km từ thị xã Bỉm Sơn về đến thành phố với tổng mức đầu tư là hơn 2.000 tỷ đồng. Dự án này mặc dù mới đưa vào khai thác được khoảng gần 1 năm nay, tuy nhiên đã xảy ra tình trạng bị xuống cấp. Điều rất dễ nhận thấy khi lưu thông trên tuyến đường này là những miếng vá víu chằng chịt.
Bản tin giao thông an toàn ngày 20 tháng 11 của kênh VTC14 xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại vào những bản tin tiếp theo.